Rồi thăm chị Huệ luôn. Rồi mặc áo hồng tươi tắn ha. Rồi sao đầu năm khóc rồi? Rồi chào em Thắm nha. Đau bụng nữa gì vậy? Sao đau bụng hả? Ủa sao khóc nữa rồi? Đau bụng ha, đau bụng khóc vậy ha. Lần lần cái em bé chọt. Chàng ơi em bé bụng khóc nè. Trời đẹp không? Trời ơi, hôm nay mới mùng 1 Tết nè. Mới mùng 1 à. Mùng 1 Tết này cả nhà Thắm rớt mắt rồi cả nhà ơi, đau bụng chịu. Rồi bố ăn. Ai ăn với mì nè. Sốc kìa. Rồi, chị ra đây hỏi cả nhà. Cái này nhà ăn giống ăn Thắm là huy hoàng luôn nha cả nhà. Cái gì vậy? Rồi. Anh Dũng cơm. Của anh xài điện hả anh Dũng? Để đấy đó, điện bình đó. À, bây giờ anh cũng hay lắm. Ồ, mới đầu năm mà ra đau bụng khóc nữa rồi quý vị ơi. Đừng khóc nữa nghe. Cưng quá. Cưng quá cưng rồi. Thôi đừng khóc nữa nghe. Thôi đầu năm chú chúc cho con là vạn sự như ý ha. Phát tài phát lộc nha. Đừng khóc nữa nghe Thắm. Rồi con chào cộng đồng đi Thắm. Rồi thôi đi ra. Chị Huệ đẹp quá chị Huệ. Thắm mệt rồi nằm nghỉ nè quý vị. Đây là bàn thờ nhà của anh Dũng đó ha. Cũng đầy đủ ha. Bông hoa, trái cây, nước ngọt, nước yến nè. Cũng rất là đầy đủ sung túc ha. Không rồi chỉ biết xài tiền cho anh Dũng. Thắm. Trời ơi, nó làm gì nó biết ý gì. Nó mua đại đại không à. Đại đại ha. Rồi như mình mua như vậy rồi nó biết tiền xài tiền không, nó biết trả tiền không? Nó biết ít chút mà nó biết, nhiều quá nó không biết. 50. Có lại 30. Rồi anh có đưa tiền cho anh Thắm xài không? Thì đó của nó bà cô bác cho nó giữ làm tôi đó đâu. Không ai chịu cho anh thì anh cho nó nuôi đó. Bạc quá. Có lấy của nó được bạc nào? Cho qua anh chịu. Em nó chạy xe lịch đó, nó mua bông cho đó. Rồi nó cho thêm 500 ngàn nữa nè. Vậy là có người lì xì hả? Em của con người cậu. Lì xì cho anh á. Cũng mê mời. Em rồi. Chứ cái dám cỡ được bạc nào. Anh mua cho chịu nè, nuôi 500 còn không? Còn không? Móc ra cho bà con coi, đáng lẽ là hết rồi đó nghe. Đó thấy chưa cả nhà, thấy không? Anh Dũng đâu có xài tiền gì đâu. Tiền này là tiền tôi đi mặn nè. Đúng rồi. Tiền đó là lì xì đó. Nó lì xì còn yên nguyên luôn đúng không? Xài tới của nó đâu. Mà em nói mua bông quá trời nó kêu rồi, nó đậu xe là trên cầu Dũng á. Nó kêu anh Dũng ơi, anh Dũng tôi tưởng cái gì không à. Để một đống bông trên cầu. Để em bóng bông luôn ha. Đó. Cho bớt bên kia đó. Quá bông rồi nè. Nói chung cũng có một số người thương. Đúng không? Ta xưa tới rồi. Đây ta lì xì anh đồ này nọ, anh tính ra cái gì anh giờ cũng như lắm rồi. Thì cuộc sống mà có người thương người ghét anh cũng hiểu cái vấn đề đó mà. Thì có bà con mến người ta mới lại người ta cho anh như vậy. Lì xì không có lì xì cho chị Huệ tôi chứ trời. Cái gì tôi buồn ghê luôn. Lì xì anh Dũng không à. Lì xì anh Dũng không có lì xì chị Huệ ha. Mà nó ngủ bằng tay rồi. Vậy lì hả? Tôi bằng xuống mình đã, tôi cũng chết. Tối nay anh lì xì cho chỉ đi. Lì xì cái gì quá được. Tiền bạc. Không có tiền rồi sao? Rồi giờ không có tiền rồi sao? Được không? Có khác được không? Chị không chịu vậy? Cái đó là hết rồi. Hết rồi. Cái đó nín bóng rồi. Nín bóng mà. Nín bóng này này rồi. Giống như là... Tôi giỡn với anh chị tưởng thiệt. Như mớp lại, lại xin mấy cái pháo chắc lại kiếm quá. Trời, giờ mua một thùng bia anh em mình nói chuyện dốc láo chơi chút xíu được không? Tôi đâu uống đâu, biết uống đâu. Không biết uống nha, không biết uống thì vô phá mồi. Không. Vô mình phá mồi. Không. Mấy ông uống đi, tôi vô tôi phá mồi. Nè em mới mời nhưng có bánh trái không à? Dạ ở đây, uống đây, rồi, tôi dọn bánh trái xuống. Ở đây tụi em mua. Không kìa, bánh trái có kìa. Dọn xuống cho mình uống. Vô. Ăn luôn. Không có, anh phải uống chung với tụi em mới được. Không, tôi đâu uống. Không, hẹn không, hồi đó giờ không uống hả? Không uống luôn hả? Vậy giờ đại diện đi cho chị uống được không? Chị tiếp khách đi. Đâu có hẹn uống.
Bây giờ nè mấy anh nhậu đi, tôi ngồi đây tôi phá mồi nó, ai xịn trước. Bữa nay thấy chị Huệ đẹp quá ha. Tết nhất mà một mặc đồ là thấy hồng luôn ha. Mới thay son nữa không mấy kìa. Mọi người nó thăm á, rồi để đi thăm nữa. Thăm cái môi. Thăm cái môi nhiều không nổi. Thăm màu nào? Em qua. Ai thăm cho chị? Đấy chị thăm lần già hay mà không thì thăm thì đến đến nhất cả thăm cái môi đỏ đỏ. Hả? Mới xăm qua luôn. Đau gần chết luôn. Xong ở trên không đau quá rồi chịu không nổi hả? Ừ. Rồi dứ là khỏi xong. Dứ khỏi xong. Nhìn nè. Xong ngang. Ở đây mình đưa không? Mà dứ khỏi xong. Đau quá chịu nổi. Đau quá chịu không nổi nha. Trời ơi kìa. Có sức kem không? Sao bữa nay mặt thấy không, không, bông bẫy vậy? Không à. Không em. Chắc là tối bắn phố bông dữ lắm nào. Ở dưới mặt tôi bắn. Anh Dũng lắc đầu. Cái gì quá đâu. Thì thôi đây là cũng là cái câu chuyện đầu năm ha, thì em cũng chúc cho anh Dũng với chị Huệ với bé Thấm ha, thì cũng dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý đi, năm sau có mặn ăn gì thì cũng thành trong trong cuộc sống. Dạ. Thì bữa nay cũng đầu năm rồi, anh Dũng có lời nào nói lên để cho cộng đồng được lời chúc nào đó? Chúc bà con gần xa đi, cộng đồng gần xa nha, nước trong nước ngoài đó, nước trong nước ngoài luôn, nước mắm nước tương gần xa rồi phát tài của bác. Rồi chị Huệ chúc cái nữa đi. Dạ chúc anh khỏe. Khỏe à. Thì cái hướng giống như là năm bữa nay là mùng 1 rồi, ví dụ như mùng mấy anh mới đi làm lại anh Dũng? Đó, chưa biết nữa, ra ngoài Tết mới biết. Ra Tết ha. À, ra Tết là lại đi vòng bắt đầu làm lại chứ đâu có ở không đâu. Rồi ngày mai mùng 2 anh có đi thăm bà con dòng họ mình không? Không luôn, không đi đâu chứ. Bây giờ người ta, mình đi tới nhà người ta. Người ta giàu nên sợ anh mượn tiền, đúng không? Đi dòng họ anh là khá giả không ha? Bây giờ anh cũng giàu chứ không ai không giàu đâu. Đúng rồi, anh xài cái mai không 90 triệu. Anh tính đi cái cầu này là anh cắt lên rồi cho ta chạy xe đó. Anh không giàu ai giàu bây giờ? Đeo cộng dây chuyền cầm tay luôn kìa, giữ luôn. Cái này ai ai mua thì không biết, ai mắc không biết. Dũng giờ không giàu ai giàu bây giờ chạy. Vậy là năm nay là không có đi đâu thăm hết trơn, không thăm bạn bè bà con rồi không? Đi lại người ta sợ mình này nọ lắm quá. Giờ mở coi rẻ. Là năm nay là mình ở đây nhà mình khổ ha. Thấy mình khổ cái dòng họ coi mình thường ha, rẻ ha. Cũng tội nghiệp cho anh Dũng ha. Mấy năm nay là không có đi thăm ai hết trơn ha. Là người ta đâu có mình đâu mà lại nhà mà. Ta coi bình thường ha. Nói chung là dạ. Anh Dũng cũng có lòng tự ái nên là không cần thiết nữa. Cha mẹ tôi đó sống là anh biết rồi đó. Là ở nhà mà dòng họ cũng sợ. Sợ xin gạo mượn tiền. Nó thấy đó, nó thiệt chứ không phải nói chơi. Sợ xin gạo mượn tiền hả anh Dũng? Rồi từ lúc nào mà tới giờ mà anh không có ghé nhà bà con dòng họ nữa. Hay là mình tự gái tới giờ lâu chưa? Bao lâu rồi? Cũng hồi năm 96 giờ. 96 là mười mấy năm. Có người ta giàu thấy mình giàu đi. Rồi khi dễ. Rồi không có ai giúp đỡ sao? Không. Không có gì đâu. Dễ thì một lần giàu thì có. Tính ra cuộc sống của anh Dũng toàn là bà con không giúp mà dòng mà những người người dân ha, cộng đồng mạng yêu thương. Cảm ơn cô bác vòng vòng ở đây. Dạ. Đâu có ở đâu. Cái câu chuyện của anh hổng gầy á thì cũng có nhiều người mà cũng muốn giúp đỡ cho anh, thì em cũng thay mặt ở trên cộng đồng cũng cảm ơn. Thì cảm ơn cô bác nhiều lắm. Đúng rồi, thì thôi bây giờ nếu cô bác giúp được con thì con rất cảm ơn, hổng giúp được con cũng vẫn cảm ơn cô bác luôn. Đúng rồi anh làm gì là tốt đó anh thầy. Đúng rồi, mà anh có cái suy nghĩ đó là rất là hay. Hay đó, coi như ai nói mình gì đó thì giống như dung phân tưới nước cho mình đi, cho mình tươi tốt, người khác giúp cho mình ha. Không, ngày nay anh Dũng có ngày nay là im lắm rồi phải không? Năm mới là quá ở giờ. Nhà vòng vòng với nhà với vợ con ra đó nằm đó không đi đâu luôn á. Thì năm mới là năm nay là em thấy anh là cải biến rồi đó, nhà là có bông mấy năm có, trước cũng vậy không đi đâu luôn. Có bông có hoa có mai, cái mai 90 triệu hết Dũng. Quá dữ. Ông anh ông bán là một cây mai này 10 triệu nè, là ông đem về với một đống bên rồi, ông đem về. Cái cây mai xấu, thì tôi thấy cái này được, qua ông cho luôn. Chứ sao mình đừng bán 90 triệu nữa, bây giờ mình đếm một bông 1 triệu vậy đó, đếm tới, nhiều bông nhiêu triệu. Không chịu thì ông anh cô cậu, cô cậu với anh nha.
bữa đó nó chê cây này xấu, ở đâu tao mày cũng về bán luôn đi, mày mà tao cho mày tiền nào mua cái chậu luôn. Ông ra 120 mua luôn, mua chậu luôn. Bây giờ qua lên chậu cái là nó giá cây kia 20 triệu mà anh còn cho nó tơi bời nữa, còn cây này 90 nha, đừng cái gì suy nghĩ là Dũng Dũng lúc này có sở thích lạ ha, chơi chơi mai ha, rồi không chơi lâu rồi chơi mai ha, chơi lâu rồi ha, ổng tính đem cái này về trong xã đó, xã ra là bắt đầu ổng cắt xuống xác nuôi lại cưa lại ha, không cây này cưa lại năm sau đẹp, cái này cái tàn nó đều chi cũng đầy. Còn cái dáng của nó hơi 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 xấu rồi, tại vì sáng nó không uống gì đâu mà anh Dũng. Tự nhiên đến không nghe thấy giống. Không đói. Mà chị Huệ bữa nay không có nấu cơm nước cho ổng ăn sao? Không. Rồi nội có dịch đau. Đây đây đó, con đó, này nè, cả nhà. Nội có dịch nè. Này. Trời ơi. Mấy ngày anh Dũng? Qua nay đó. Qua nay hả? Ừ. Hết rồi. Hết rồi. Nay mùng 1 rồi. Rồi này chảo gì hả? Chảo không. Chị Huệ mà có hay tha son không? Không, em nói không có nhận nhộn đâu em sao? Ờ, nói giận băng giận. Thấy cái này đỏ đỏ. Đỏ đỏ nè, tưởng ấy đợt sau em lên em tặng cho chị một khỏi son. Đỏ đỏ hồng hồng ha. Bình thường em bình thường nói là bình thường. Dạ, đó là dặn không bao nhiêu đâu có giờ luôn. Đâu. Chắc xài son anh Dũng quen rồi. Anh Dũng, giờ em hỏi anh là anh ổng chịu lại nổi không? Nổi chứ, muốn nổi hết mới nổi. Quá dữ. Không phải đâu, tại vì á nhiều khi nó bữa nay chỉ dậm dậm sơ, người ta xăm sơ mà thấy khác rồi, mà tặng son anh Dũng đâu chịu. Đẹp quá à, đi ra này nghe ngoài đường cái này. Mình người cũng muốn ăn nhọn luôn á. Không bao giờ đó đi động thế mà. Nó là nhọn ấy tới giờ không bao nhọn luôn á. Đẹp, em đã thấy đẹp không bao nhọn. Giấc sáng giấc này chưa nhọn. Mấy ăn nhọn người ta là móng mẩy hay này ra không bao nhọn mà. Đó giờ không ăn nhọn luôn hả? Cắt xong rồi trở lại ra mới người ta. Dạ. Có phải về liền đâu. Rồi tết xuống tóc thấy mát không mát thầy? Đó. Mát rồi. Thầy ở ngoài. Mát. Mắc gửi ha. Thôi mà thôi kệ đi, năm mới sáng hôm qua ở tại này quay trên ông nội Khánh Hòa đó. Nó chữ luôn nó xịu à. Gì hả? Sao đâu anh kể đầu đuôi nghe. Ở trên cảnh nó bị chữ bộ anh bộ bị tâm thần hay gì mà anh cạo đầu mà mấy ngày đó. Nó nổi chữ xuống.